vườn sầu riêng Mõng Thon, 5 năm tuổi rồi anh chị ơi. Nó cây rất là tươi tốt luôn. Diện tích này diện tích ít luôn anh chị ơi. Đó, anh chị thấy không, sầu riêng rất tốt luôn. Đó, sao thấy sầu riêng tốt quá em quay sầu riêng tước cho anh chị. Em sẽ đi ra ngoài cái con đường và giới thiệu cho kỹ luôn cho anh chị mình xem luôn. Dạ, em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang nè anh chị. Hôm nay em về xã Phú An của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tên con đường lộ đá xanh này nè, để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh đất vườn có tổng diện tích là 1.560 m2. Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng ra đường ô tô. Từ vị trí đất mình ra tới đường ô tô đó tầm khoảng 300 m nha. Ngay cái vị trí mình là đường đá xanh, nhưng mà mình tới kia một tí xíu khoảng 50 m à. Không tới 50 m nữa là tới đường đan rồi. Đường đan đó thì cũng đường đan nhỏ nha anh chị, tầm khoảng 1 m 2 m rưỡi à. Còn hướng ngược lại, hướng ngược lại đây là con đường thông. Anh chị đi dài xuống dưới kia có rất là nhiều nhà dân ở luôn. Em nghe chủ nói vậy chứ em cũng chưa đi xuống con đường này nữa. Còn mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái vườn sầu riêng này. Vườn sầu riêng Mõng Thon nha anh chị. Đất mình có một mặt tiền bên đây là mặt tiền đường chính nha anh chị. Nó còn đây cũng có thêm một mặt tiền phụ nữa. Tính mặt tiền từ ngay chỗ mí này đi dài xuống là 31 m. Và cái phía sau hậu của mình cũng 31 m luôn. Còn cạnh bên đây là đi sâu vào là 49 m. Còn cạnh phía bên kia đó anh chị là đi sâu vào là 50 m nha anh chị. Tổng diện tích hết đất của mình luôn là 1.560 m2. Trong đất mình trồng khoảng 27 gốc sầu riêng bự như thế này đây. Và có mấy gốc nhỏ nữa nha anh chị. Nói giờ anh chị cũng con đường này, anh chị đi ra ngoài ủy ban dân xã Phú An tầm khoảng 1,2 km là tới à. Ngay đó có chợ Phú An, rồi trường học đồ luôn nha anh chị. Khu này là khu dân cư đông đúc, điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn. Nó giờ để xem đi cái hướng mặt tiền, sau đó xem sẽ tiến về phía bên tông cho anh chị mình xem cho nó gẹo gõ luôn nha anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy đó, đường này sau này nếu mà nhà nước làm nữa bự thì cái vườn mình rất là ngon luôn. Đất mình vuông vức đẹp lắm anh chị ơi. Em quên nói cái đường nước nữa, đường nước mình thoát ngay chỗ đó luôn nha anh chị, ngay cái mí đó đó. Nó em đang đi tới cái mặt tiền ngay cái cạnh đi sâu vào là 50 m đây. Và đây tên đất mình sau này anh chị mua, chủ cũng để lại cái chòi này luôn. Mà cái chòi này xây tường cũng đâu có dở anh chị. Nói giờ bên trong mình có một cái mưa tưa và dây xịt thuốc đó anh chị. Nếu anh chị mua nhanh chủ sẽ tặng cho anh chị luôn. Đây mình tới cái ganh mình đây. Đó, anh chị nhìn thấy ha. Đó, cây ganh giới mình chủ đã có cầm cột hết rồi, nhưng mà chưa kéo lưới bị bung người thôi. Sau này anh chị mua mảnh này gì anh chị chỉ kéo lưới là xong nha. Nó cái chòi này thì cũng rất là to. Nói giờ là đây là cái phần bên trong của đất mình. Đây anh chị thấy sầu riêng của mình còn rất là tốt nha anh chị. Chủ nói cây bự như vậy là mới thu hoạch có một mùa luôn. Chính xác là 6 năm tuổi chứ không phải là 5 năm nha anh chị. Chủ mới thu hoạch một mùa. Và cũng là cái hướng này, em xây về hướng mặt tiền của đất mình. Mình có hai mặt tiền nha anh chị. Mặt tiền hướng bên đây là mặt tiền xây về hướng Bắc. Còn phía mặt tiền đường nhỏ bên kia là xây về hướng Tây. Cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang là thời gian đi
tầm khoảng 53 phút, khoảng cách là 36 km. Còn nếu như anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, xem lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 43 phút, khoảng cách là 28 km. Còn nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, xem lấy điểm là bến xe miền Tây. Từ bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 48 phút, khoảng cách là 89 km. Đó, mảnh này em tính cho đường là xe máy nha anh chị. Cách đường ô tô là 300 m. Nó đất mình hiện trạng là đất trồng cây lâu năm, chưa có thổ cư nha anh chị. Bên đây để xem, cố gắng đi cái phía bên đây luôn cho anh chị xem cho nó kỹ luôn nha anh chị. Tông đất mình thì sạch đẹp, không có màu mã gì hết nha anh chị. Thậm chí xung quanh xem quan sát thì cũng không có thấy luôn. Nó anh chị thấy sầu riêng mỏng thon. Hiện tại chủ đang kêu cái mảnh này hết đất luôn là 1.560 m². Chủ đang kêu giá là 1.2 tỷ. Như vậy tầm khoảng khoảng 700, hình như 750 triệu ngàn mét vuông anh chị. Nhưng mà giá này anh chị có thể về gặp trực tiếp với chủ để nói chuyện thêm về giá cả nha anh chị. Nó còn hiện tại thì chủ đang kêu 1 tỷ 2 hết đất luôn. Thì em tính hảo hảo tầm khoảng 750 triệu ngàn mét vuông á. Trong đất mình cái hệ thống tưới tiêu chủ cũng đã làm rồi. Đó anh chị nhìn thấy ha, cái hệ thống tưới nè. Rồi mưa tưa tưới đồ, mưa tưa xịt thuốc gì đó. Chủ để lại cho anh chị luôn, nếu như anh chị mua nhanh nha. Hiện tại sầu riêng đang có giá mà cái vườn này rất tốt. Chủ bán chủ cũng tiếc lắm anh chị ơi. Chủ nói vậy đó, nhưng mà con cái thì chủ kêu bán thì em quay lên em giới thiệu cho anh chị mình. Còn anh chị nào phù hợp cái địa chỉ là xã Phú An của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem đất, rồi gặp chị chủ đất để nói chuyện về giá cả luôn nha anh chị. Anh chị nào lần đầu ghé xem kinh nhà đất Minh Xem Tiền Giang thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và nhấn chuông thông báo xem sẽ tìm đất vườn, nhà vườn tại Tiền Giang, quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem. Còn anh chị thấy phù hợp mảnh nào thì anh chị có thể mua nha. Đó, ngay cái trụ ganh ngay đó là hết cái mí đất của mình nha anh chị. Cạnh đó sâu vào là 50 đó. Rồi mình đi dài lên đây là cũng 31 mét luôn. Cạnh bên đó là 49 nha. Phía sau mình cũng có nhà người ta ở nữa nè. Đó anh chị thấy ha, sau này anh chị về làm hàng xóm với người ta luôn. Đây nó cũng còn sót lại tái sầu riêng nè, để em kéo gần lại cho anh chị xem. Đó, vườn sầu riêng tươi tốt nha anh chị. Đó, tông đất mình thì sạch đẹp không màu mã, xung quanh cũng không có luôn. Mình có đường thoát nước riêng nào hết luôn rồi anh chị ạ. Anh chị nào mà quan tâm tới cái thửa đất này thì anh chị cũng nên kết bạn Zalo với xem. Xem sẽ gửi sổ và hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem, cho nó chi tiết và rõ hơn luôn nha. Phía sau mình cũng có cặm cột xong hết rồi. Kì, kì, kì. 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 Đó, mình đã cặm cột xong hết rồi. Anh chị về chỉ kéo lưới nữa là xong rồi. Đó, đây là cái phía sau hậu của mình nha anh chị. Đó, anh chị thấy nhìn tổng quan cái vườn sầu riêng của mình luôn. Ha ha ha!
Đó, đây là nhà dân ở không à. Phía trước mình có mấy cây cũng rất tốt, phía sau mình nè thì có bị lỗi hết một hai cây nhỏ nha. Đây là em đi cái hướng mặt tiền bên hướng Tây đó anh chị. Nói chung tính mặt tiền chứ thật ra cái này là cái con đường đi vô trong cái nhà phía bên đó nha anh chị. Nó cái trụ cột nè, chủ người ta cầm rất là chắc chắn luôn, thật là to bự nữa. Rồi xem xin báo lại nha, ngang theo mặt tiền đường của mình là 31 m, phía sau hậu mình cũng 31 m luôn. Mình có hai cạnh đi sâu xuống, một cạnh là 49 m và một cạnh 50 m. Tổng diện tích là 1.560 m². Hiện tại chủ đang kêu hết đất luôn, là 1.2 tỷ nha anh chị. Thì em tính hạo hạo tầm khoảng 750 triệu ngàn m² á. Giá này anh chị còn gặp trực tiếp với chủ để nói chuyện thêm về giá cả luôn. Rồi nếu như anh chị nào quan tâm tới cái mảnh đất này thì anh chị liên hệ cho xem nha. Đây là vườn sầu riêng tươi tốt luôn chị, ghi 6. Rồi đến đây thì xem cũng xin kết thúc video. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo ha. Còn bây giờ xem cũng xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.